Mỹ bắt đầu hứng chịu hậu quả biến đổi khí hậu. Miền Tây nước Mỹ hứng chịu đợt lũ quét nghiêm trọng giữa hạn hán, hiện tượng thời tiết bất thường mà giới khoa học đã cảnh báo nhiều năm qua. Giữa đợt siêu hạn hán kéo dài, vườn quốc gia Yellowstone, miền Tây Bắc nước Mỹ, ngày 13 tháng 6 bất ngờ hứng chịu một mưa lớn và tuyết tan nhanh, tạo ra trận lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng giao thông. Nhiều nhà cửa đường xá, cầu cống, thậm chí nhà tầng kiên cố của nhân viên vườn quốc gia Yellowstone cũng bị lũ quét cuốn trôi. Hơn 10.000 du khách mắc kẹt tại khu vực công viên rộng hơn 890.000 hecta trải dài qua ba bang Wyoming, Montana và Idaho. Giới chức Montana đã điều động hai trực thăng sơ tán du khách. Cam Soli, giám đốc công viên, cho biết Yellowstone sẽ bị đóng cửa khoảng một tuần. Trong bối cảnh mưa lớn được cho là sẽ kéo dài đến cuối tuần, trong khi đó, tình trạng hạn hán vẫn tiếp diễn ở phía Tây Nam, nơi đang rất cần mưa để đối phó với các đám cháy rừng kỷ lục cũng như bổ sung nước cho các hồ chứa lớn nhất nước Mỹ. Cơ quan giám sát hạn hán Mỹ ngày 16 tháng 6 cho biết hình thái thời tiết ẩm ướt ở vùng Tây Bắc Mỹ đối nghịch với hiện tượng khô nóng ở vùng Tây Nam. Được cho là biểu hiện của cuộc khủng hoảng khí hậu đang có xu hướng ngày càng tồi tệ hơn mà giới khoa học đã cảnh báo nhiều năm qua. Các hiện tượng thời tiết do biến đổi khí hậu này trở nên cực đoan hơn và dễ dàng thay đổi trong thời gian ngắn. Cơ quan khai hoang Mỹ dự báo nước sông Colorado ở các bang Arizona, Nevada và California sẽ tiếp tục suy giảm đáng kể. Hồ Mead, hồ chứa cung cấp nước cho hàng triệu người ở phía Tây Nam nước Mỹ, đang hoạt động dưới mức dự báo thấp nhất của năm ngoái. Cơ quan khai hoang Mỹ tháng 8 năm 2021 dự đoán mức nước hồ mít đạt 322 đến 323 m so với mực nước biển vào cuối tháng này, song mực nước hiện tại chỉ đạt 318 m. Tại bang New Mexico, Tây Nam Mỹ, hai trong số những đám cháy rừng lớn nhất lịch sử bang vẫn chưa được khống chế. Làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở khu vực phía Tây và Nam của bang, hơn 50% diện tích New Mexico đang trong tình trạng hạn hán đặc biệt, mức phân loại cao nhất trong hệ thống giám sát. Theo nghiên cứu được phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico công bố cuối tháng 4, nhiều khu vực ở các bang thượng nguồn sông Colorado như Colorado, Wyoming và Utah sẽ chứng kiến dòng chảy sông đạt đỉnh sớm hơn do tuyết tan nhanh. Lượng tuyết trong những thập kỷ tới ở khu vực này cũng sẽ giảm 60%. Tương lai nước Mỹ chắc chắn sẽ nóng hơn. Katrina Bennett, nhà thủy văn từ Los Alamos, tác giả chính của nghiên cứu, cho hay. Sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết đối nghịch như hiện nay hơn nữa, bà nói thêm. Các hiện tượng này đều khiến đất đai khô cằn hơn, lượng tuyết ít hơn, khiến nguy cơ hạn hán ngày càng lớn. Tế Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin PG Press của Nhật Bản công bố ngày hôm qua cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền của Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục áp đảo các đảng khác trong bối cảnh cuộc bầu cử thượng viện tại Nhật Bản đang đến gần. Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho LDP là 27,2%, bỏ xa các đảng đối lập còn lại như Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản hay Đảng Duy Tân Nhật Bản với lần lượt 3,9% và 3,1% tỷ lệ ủng hộ. Đảng Công Minh, đối tác của LDP trong Liên minh cầm quyền hiện nay cũng đạt tỷ lệ ủng hộ khá cao ở mức 4,2%. Tuy nhiên, với việc số người chưa quyết định bỏ phiếu hoặc không có ý kiến vẫn chiếm tới hơn 53%, cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới được nhận định sẽ khó dự đoán kết quả và là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đảng phái để giành phiếu từ nhóm cử tri này. Trong phiên họp bất thường hôm 15 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức bầu cử Thượng viện vào ngày 10 tháng 7. Chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 6. Dự kiến khoảng 500 ứng cử viên sẽ ra tranh cử để cạnh tranh 125 trong số 248 ghế ở thượng viện. Tổ chức thương mại thế giới WTO ngày hôm qua đã kêu gọi các nước thành viên đồng thuận về một loạt dự thảo thỏa thuận thương mại mới, trong đó có những cam kết về y tế, cải cách và an ninh lương thực. Lời kêu gọi trên được tổng giám đốc WTO đưa ra khi hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva đã kéo dài hơn dự kiến 2 ngày. Gói thỏa thuận không bao gồm hai thỏa thuận quan trọng nhất đang được cân nhắc là thỏa thuận về đánh bắt cá và thỏa thuận về miễn một phần việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, các đoàn đại biểu cho biết các thỏa thuận trên có thể được bổ sung sau. Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 có sự tham gia của hơn 100 bộ trưởng thương mại là hội nghị đầu tiên của WTO trong 4 năm qua và được xem là phép thử cho khả năng đạt thỏa thuận thương mại đa phương trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tăng cao hôm 16 tháng 6, các bộ trưởng đã nhất trí kéo dài thời gian miễn áp dụng quy định đánh thuế với các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo thông lệ của WTO, 164 quốc gia thành viên sẽ phải nhất trí đồng thuận và chỉ một phiếu chống trong một chủ đề cũng có thể làm ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán. Ngày hôm qua, Nga cho biết là đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các loại hạt có dầu từ Ukraine, thông qua các điểm trung chuyển do Moscow kiểm soát trên biển Azov, song không cho biết chi tiết về nguồn cung. Thông báo khẳng định Nga không vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine, thay vào đó đảm bảo một hành lang xanh cho các loại ngũ cốc và những thực phẩm khác như hạt có dầu, để các mặt hàng này có thể được xuất khẩu từ Ukraine mà không gặp trở ngại qua cảng Melitopol hoặc Berdyansk. Tuy nhiên, Nga cũng tái khẳng định quan điểm rằng việc mở lại các tuyến đường biển tới Odessa phụ thuộc vào chính quyền Ukraine. Trước xung đột, Nga và Ukraine chiếm gần 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu. Ukraine cũng là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương lớn trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ các cảng ở Biển Đen đã bị đình trệ và hơn 20 triệu tấn ngũ cốc hiện tồn kho. Biến thể Omicron ít có khả năng gây hội chứng COVID kéo dài như các biến thể trước đó, và đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này đã được thực hiện tại Vương quốc Anh và đăng tải trên tạp chí y học The Lancet ngày hôm qua. Hội chứng COVID kéo dài gồm những triệu chứng từ mệt mỏi đến sương mù não, có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau mắc bệnh. Những triệu chứng này được thừa nhận là vấn đề y tế cộng đồng và hiện các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu xem liệu Omicron có đặt ra những nguy cơ lớn như những biến thể trước đó hay không. Nhóm nghiên cứu phát hiện tỷ lệ xuất hiện những triệu chứng COVID kéo dài trong làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron thấp hơn 20 đến 50% so với đợt bùng phát biến thể Delta trước đó tại Anh. Tỷ lệ trên có sự thay đổi tùy theo độ tuổi và thời điểm tiêm mũi vaccine gần nhất. Bên cạnh đó, theo thống kê, nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài sau khi mắc Omicron thấp hơn so với Delta, nhưng chỉ với những người đã tiêm đủ mũi vaccine cơ bản và chưa có sự khác biệt với người tiêm mũi tăng cường. Những người hâm mộ trung thành và chủ trì của Disney có thể có cơ hội tham quan toàn bộ 12 công viên của hãng trong một chuyến du lịch duy nhất. Disney dự tính là ra mắt dịch vụ này từ năm sau. Theo hãng tin AFP, Disney sẽ cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói vòng quanh thế giới đến tất cả 12 công viên Disneyland bắt đầu với giá 110.000 đô la Mỹ một người, khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Trẻ em tham gia chương trình phải ít nhất từ 12 tuổi trở lên và không được giảm giá. Chương trình có tên Công viên Disney vòng quanh thế giới, chuyến khám phá bằng máy bay riêng sẽ đưa 75 người hâm mộ của Disney đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng 24 ngày. Chương trình dự kiến khởi động vào tháng 7 năm 2023, có đi kèm tham quan hạng VIP đến các khu nghỉ dưỡng Disney ở California, Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông, Paris và Florida. Đồng hành cùng mỗi chuyến bay sẽ là các chuyên gia và nhân viên hướng dẫn. Với sự ưa chuộng dành cho các công viên giải trí và du lịch nói chung dần dần hồi phục sau đại dịch, sản phẩm mới của Disney được đánh giá là dịch vụ sang trọng nhất của hãng từ trước đến nay và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.